Nhận định soi kèo trận đấu Công an Hà Nội với Khánh Hòa. Công an Hà Nội đang có điểm rơi phong độ cực kỳ tốt trong những trận gần đây. Công an Hà Nội được dự đoán sẽ có trận cầu dễ thở khi chỉ phải tiếp đón Khánh Hòa trên sân nhà. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 10 giải V-League. Phong độ của hai đội đã có sự chênh lệch khá lớn trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà Công an Hà Nội hiện đang duy trì phong độ thi đấu cực kỳ ấn tượng. Với 4 trận toàn thắng liên tiếp giúp họ vươn lên top 2 bảng đấu khi mang về được 17 điểm. Đây là kết quả có được sau 9 trận đấu với 5 chiến thắng 2 trận chia điểm còn lại chỉ 2 trận thua. Đáng chú ý, những chiến thắng vừa qua của Công an Hà Nội đều có cách biệt cực kỳ lớn. Lối chơi càng quét này chắc hẳn sẽ khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dành cho đội chủ nhà sự kính trọng. Trận tới đây chỉ phải tiếp đón Khánh Hòa thì khả năng giành được 3 điểm hoàn toàn trong tầm tay. Công an Hà Nội đang trải qua chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp với 4 thắng và 2 hòa. Gần nhất, Công an Hà Nội có chiến thắng đầy tranh cãi với tỷ số 2 một trước sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Với 17 điểm, Công an Hà Nội đã vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu. Đội quân của huấn luyện viên Flavio Cruz đang bám đuổi gắt gao ngay sau Thanh Hóa với 4 điểm ít hơn. Kể từ khi tiếp quản ghế nóng, huấn luyện viên Flavio Cruz giúp Công an Hà Nội thắng 3 trận liên tiếp. Đội bóng lực lượng vũ trang không ngần ngại hướng tới mục tiêu vô địch ở mùa giải năm nay. Ngay từ đầu mùa giải chúng tôi đã đặt mục tiêu đua vô địch như các đội khác. Nhưng giờ, đội xác định phải đi từng bước, tập trung từng trận một. Ngay sau trận thắng sông Lam Nghệ An, chúng tôi sẽ bắt tay chuẩn bị trận tiếp theo, huấn luyện viên Flavio Cruz tuyên bố trước cuộc tiếp đón Khánh Hòa. Thực tế, Công an Hà Nội đang chơi tốt qua từng trận kể từ khi cựu trợ lý huấn luyện viên Flavio Cruz lên nắm quyền. Nhà cầm quân người Brazil cho thấy sự hiểu biết lớn về đội bóng khi giúp những ngôi sao như Văn Hậu, tấn tài hay đặc biệt là Văn Thanh hồi sinh sau quãng thời gian chật vật khẳng định bản thân hồi đầu mùa huấn luyện viên Flavio Cruz cũng giúp công an Hà Nội chơi gắn kết hơn, trở thành một tập thể khó bị đánh bại nhờ vào sự mắt tay trong cách sử dụng nhân sự của mình. Dự đoán đây sẽ là cơ hội cực kỳ tốt cho công an Hà Nội tự tin giành được 3 điểm trọn vẹn tiếp theo. Ở diễn biến khác thì đội khách Khánh Hòa cũng đang chơi khá chật vật trong chiến dịch này. Họ mới chỉ mang về được 10 điểm sau 9 trận đấu và tạm thời đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đội khách mới chỉ giành được 2 chiến thắng từ đầu mùa giải còn lại là 4 trận chia điểm và 3 trận thua. Trận đấu vừa qua, Khánh Hòa đã có trận để thất bại trong chuyến hành quân đến sân Hải Phòng với tỷ số 2-1. Rõ ràng kết quả này đang khiến cho họ bị đánh giá kém cỏi hơn rất nhiều. Ngay lúc này, đội bóng thành phố biển đang có tâm lý không tốt khi để thua trên sân của Hải Phòng ở vòng đấu mới đây. Rộng hơn, họ đang có mạch 3 trận sân khách không biết mùi thắng lợi. Khánh Hòa vừa thất bại trước Hải Phòng. Tuy nhiên, tình huống thổi penalty gây tranh cãi ở cuối hiệp 2 đã khiến đội bóng phố biển phải trắng tay khi rời lạch chay và lập tức áp lực đã trở lại khi tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Nếu thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân muốn sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng, họ cần phải có mặt trong top 8 khi lượt đi khép lại. Cơ hội vẫn rộng mở nhưng thử thách khó khăn hơn khi lịch thi đấu của đội bóng phố biển không thuận lợi. Chuyến làm khách tới sân hàng đẫy tiềm ẩn nguy cơ trắng tay khi lực lượng Khánh Hòa bị đánh giá thấp hơn so với đội chủ nhà. Rõ ràng, Khánh Hòa không phải lựa chọn đáng tin khi xa nhà. Trước đội chủ nhà đang hừng hực khí thế, Thể hiện phong độ cực cao như Công an Hà Nội, Khánh Hòa được dự báo sẽ có chuyến làm khách lành ít giữ nhiều. Mục tiêu thiết thực nhất của Khánh Hòa có lẽ là cố gắng có điểm tại hàng đấy. Nhưng chắc chắn đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân. Trước đó, Khánh Hòa với binh hùng tướng mạnh, đang có phong độ cao cũng từng bị Công an Hà Nội đánh bại 3 một ngay trên sân ngày 19 tháng 8 ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia. Sau trận thắng đó, Công an Hà Nội hồi sinh với mạch 6 trận bất bại liên tiếp thời gian qua. Khánh Hòa chắc chắn sẽ chơi phòng ngự để lấy một điểm. Nhưng quả thực khó cho họ bởi dàn sao Công an Hà Nội đang vào form, lại có được sự hưng phấn sau chuỗi trận ấn tượng. Nhà cái đưa ra tỷ lệ kèo tài xỉu toàn trận này là 2.5 quả. Với tỷ lệ ăn kèo tài 0.98 và tỷ lệ ăn kèo xỉu là 0.82. Kèo châu Á, Công an Hà Nội chấp 1.5 quả.